Mến chào tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Bật Lửa Cô Độc của em ngày hôm nay nha. Thì trong kỳ nghỉ lễ ngày hôm nay thì em cũng sẽ ra những bài về những chiếc Jippo và những cái hoạt động lại xưa thôi, như thường lệ vào khoảng 5 giờ rưỡi chiều thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần nha. Thì đến với kênh của em, anh nào đang chưa đăng ký kênh thì nhớ cho em được đăng ký nha. Anh đăng ký kênh rồi cho em được like cũng như được chia sẻ. Thì bài hôm nay là bài thử 30C. Nằm chọn cây số mấy trong bài thì nhớ cho em biết mã nha. Thì bằng Zalo thì anh em là khách mới thì một là anh em chuyển khoản đủ em sẽ bao phí vận chuyển. Hai là anh em đặt cọc một phần khi nhận hàng thanh toán phần còn lại và dặn cộng thêm phí vận chuyển nha. Thì buổi chiều tối của kỳ nghỉ lễ thì em cũng chúc anh em có kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ. Em xin phép vô bài luôn nha mấy anh em. Đầu tiên là mã số 1 là có bộ đề bài. Gồm 3 cái nha, 3 món. Hình thức là mới chưa qua sử dụng. Đặt lại đây đi nha. Đây. Bộ 3 cái. Đầu tiên là một cái bật lửa nha. Có cái nắp đậy lại. Này là bằng kim loại nha. Quay văn Ai Cập cổ đại. Chữ tượng hình. Hình rất là mới nha, hàng của Nhật xưa. Mày có chuyện này. Thương hiệu. Cơ chế là ga đá nha mấy anh em biết cái này là anh em bơm ga. Này. Bơm ga này anh em không cần phải dùng đầu bơm nha. Hoạt động tốt, em đã căn chỉnh lại rồi. Anh em yên tâm. Nhà mới chưa qua sử dụng lần nào luôn nha. Đây là cái hũ để đựng anh em đựng thuốc nha. Anh em thường thuốc lá có đầu lọc. Bình đựng thuốc, thuốc lá để được bình thường nha. Đây là cái gạt tàn. Hôm nay em sale giá em nhập em có ghi là 850. Này, cũng trừ tượng hình luôn. Cắt phụ điêu rất là đẹp. Dập ở trong dập ngược ra nha mấy anh em. Ai Cập. Này gạt tàn, cái này anh em lấy ra vệ sinh được nha. Này, ở trong này nó dập ngược ra nè nha. Này. Cái này ở trong nó dập ngược ra. Qua dần. Này cái nắp. Nắp trên. Này thấy phải bài đồng đỏ không phải là mã đồng đỏ nữa. Nhưng mà nó bằng kim loại. Rồi bộ này hôm nay em giao lưu với anh em chỉ có 690 ngàn thôi. Giá kịch sàn của ngày lễ. Mã số 1 nha. Mã số 2 cũng là một cái bộ đề bàn luôn. Bộ này new full box. Hàng của Nhật xưa nha. Hộp giấy. Này. Về nguyên zin để gì luôn này. Ghế của nó. Đây là cái khay. Để đây là cái bật lửa. Hình thức là mới nha, được làm bằng kim loại bằng thép ạ. Đây cái gạt tàn, đây cái bật lửa. Ở dưới đây có đóng chữ này. Bằng thép nha. Này, cái này là cái bật lửa. Hình thức cái này là chưa qua sử dụng nha, còn mới nha mấy anh. Cơ chế cái này là xăng đá. Đây, xăng đá. Còn mới hoàn toàn, hàng của Nhật xưa. Và thập niên 50. Mới keng xà beng luôn, chưa qua sử dụng. Hỏi sưu tầm mà. Em bật lên cái đó nha. Rồi, bộ này giao lưu với anh em hôm nay chỉ có 1 triệu mốt thôi. 1 triệu mốt nha. Hình thức là new full box. Rồi tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 là cây Jippo. Hình thức này là line new nha. Được khắc ăn mòn chủ đề về đường đua F1 của công ty Honda. Line new là không cắn mớp gì nha mấy anh. Sản xuất năm 1989, 3 hàng chữ. Bản Vintage. Đồng zin nha, slip rack. Đây, bộ đố nó có xước nhẹ. Hình thức này chưa qua sử dụng. Đồng khối zin nha, gột đây. Gột vàng, chuẩn đời, 5 la mã,
phê đây nè. Rồi cây này giao lưu với anh em là 1.400.000 nha, 1.400.000. Anh em kiếm cây này khó lắm, siêu hiếm luôn, nó hiếm hơn các bạn chữ ký nữa. 1.400.000 mã số 3, không có gắn móp gì hết. Tiếp theo mã số 4, một cây tình trạng điêu, bản này cũng hiếm nè. Đây một cây tình trạng điêu, em làm zin hãng nha, bản limited, số nó là 115. Ồ, 155. Niêu thì em không gì miêu tả thêm đâu. Cây này được sản xuất năm 95, 11 là mã tháng 1 năm 95. Cái này là cái lớp keo bảo vệ ngoài, nó có pha nhẹ đó. Do quá trình bảo quản mới đầu về, người ta không có cái bọc người ta bảo quản á. Rất đẹp luôn nha mấy anh. Em làm zin nha. Cốt đồng. Mã cái này là mã midnight. Ở dưới đây cũng có khắc cái này. Các em mòn chuyển vàng, bạn kỷ niệm gì 10 năm về series gì không biết. Cái ruột, cái ruột có xước nhẹ do quá trình ta bảo quản, người ta hay mở ra mở vô, nó có xước nhẹ thôi. Em cho là line new cho anh em dễ anh dùng nha. Rồi ruột 15 mã, em có bọc lại rồi, nói chung là một cái mới chưa qua sử dụng đó. Do họ không có bọc như em vậy nè, mở ra mở vô có xước. Rồi rồi gột 15 mã lệnh và 1 năm nha. Nếu tính tháng lệnh tháng thôi. Đây là tháng 12 năm 95 của 94. Đây là tháng 1 năm 95. Rồi cái này thì giá 888.000. Mã số 4 nha, 88. Và con số 8. Để cho anh em sưu tầm. Cái này cũng hiếm lắm á. Em lên thì được mã vàng. Mã số 4. Tiếp theo mã số 5, một cây siêu hiếm đây. Hình thức là new full box. Độ hiếm của nó, cây này cái hiếm khá hiếm nha. Toàn tách giá nha. Cây này sản xuất năm 99 này. Thời điểm đó bán 7 xuất qua Nhật bán 7.000 yên là chữ mấy ấy. Chữ 4 tầm đó. Mà thời chính năm 99 tới giờ anh em biết rồi. Đây một cây lắc kèo bạc, khắc ăn mòn chuyện vàng. Los Angeles model. Bạn kỷ niệm gì á, khá đặc biệt, coi như cây này như hoàn hảo vậy. 599 anh em, bản này bản đặc biệt nha anh em, tranh thủ super soi cây này nè. Hồi đó giờ em về được bán gần 7-8 năm nay, về được đúng được có mấy cây vậy? Là đợt này có đó, mấy đợt trước là không có luôn á. Đây ruột 99 trùng này, lệch nhau một tháng thôi, tháng 12 và tháng 11. Anh em nhìn cái ruột nó lên 7 màu nè, anh em thấy không? Cái ruột này được mạ hình như là mạ bạc hay mạ đi ken mạ bạc gì đấy, lên 7 màu nha. Bữa nay nó có bị ấy cái vết mạ bạc nó bị bong bong lên hay là bị lỗi gì đấy. Đây nè, nhưng cái ruột mạ bạc này cực kỳ hiếm nha. Đây nè, bị nè, ruột mạ vàng thì nhiều, mà bạc hay lắc cây bạc gì đấy, lên 7 màu rồi, rất là đẹp. Cái này em về em lấy bọc vô lại. Rồi cái này giao lưu với anh em là 1.390.000. Số đẹp cho anh em. Cái này thì chắc chắn anh em không chốt thì em cứ giữ thôi. Một cây ruột mạ bạc thì anh em tìm không ra đâu. Kiếm được cây thứ hai thứ ba cũng khó lắm. Nói chung anh em tranh thủ chốt cái này đi. Vậy thôi. Anh em là thích sưu tầm 1390. Tiếp theo là mã số 6, một cây đã qua sử dụng, hình thức có cấn móp nha, có phôi phai, miêu tả đi, giá mềm cho anh em, được sản xuất cho năm 2000, hoạt động tốt thôi. Rồi dấu gột trùng 2000, cây này giao lưu với anh em là chỉ có 499 thôi. Mã số 6. Mã số 7 là một cây van. Một cây van của Mỹ.
mạ vàng, sản xuất vào thập niên 50 nha. Cơ chế là xăng đá. Cái này Zalo với anh em là mã số 7 500.000. Mã số 8 một cây 69, hình thức qua sử dụng không cắn móp 69 nha. Lưỡi gà lá lúa tim bột chuẩn đời. Rồi cái này Zalo với anh em là 1 triệu thôi. Mã số 8. Tiếp theo mã số 9. Mã 9 là cây cầu mổ được làm đồng khối, bọc lớp semi ở ngoài, hình thức là mới đẹp, chưa cắn móp, hàng của Nhật xưa, tàn sức dài lập niên 50. Đó. Cháy tốt nha. Rồi, cây này Zalo với này mã số 9 là 400. Mã số 10. Mã số 10 là một cây díp tàu. Rồi, tiếp theo là mã số 10 là một cây díp bô tẩu nha. Hình thức là còn đẹp, không cắn móp. Mà sau này có chốc sơn nhẹ thôi. Cái này 95 nha, thấy mộc nha. Thấy mờ mờ là 95, dòng là đề mị. Này. Cái này xài lướt, đã qua sử dụng nha. Cốc đồng, đây gỗ tẩu đây. Gỗ tẩu 95 trùng. Rồi, cây này mã số mấy vậy ta? Cây này mã số 10, giao lưu với anh em chỉ có 750 thôi. Giá tốt, anh em sở hữu luôn được rồi. 750, mã số 10. Rồi, mã số 11 là em để bàn mini đây. Hình chiếc 2. Được dập nổi ở trong dập ga nha. Qua dằn này nè. Dập nổi ở trong ga nha. Được sản xuất vào thập niên 50 thôi. Cơ chế là xăng đá. Chưa thông đá nha, hình thức là mới chưa qua sử dụng luôn, hồi sưu tầm. Cây này giao lưu với anh em mã số 11 là 400 thôi. Nhưng mà cái này anh em tiện cái gì nè, anh em để bàn anh em xài cũng được, hoặc là anh em lấy cái này kìa, anh em bỏ túi vẫn được nha. Anh em xài bỏ túi vẫn được. Đó, gì cầm gì hoạt động bình thường thôi. Nha, còn thôi anh em để cứ để bàn. Đó. Rồi 400k. Mã số 11. Mã số 12 là một chiếc Zippo Slip Wrap nha. Khắc ăn mòn axit chủ đề Zippo. Cái này cũng có cấn móp nha. Có cấn móp, đã qua sử dụng có cấn móp. Nói chung là xấu đi. Sản xuất năm 89, đáy lò chữ 6, năm là mã. Hình thức qua sử dụng bánh nén. Gục mờ giai đoạn 8893. Rồi, nhìn cái lề, nhìn cái lưỡi gà là đời này là đời 88 89 thôi. Tại vì lưỡi gà còn vuông nha. Qua 90 là lưỡi già nó quát màu rồi, chuẩn đời nha. Rồi, cái này hôm nay em giao lưu với anh em chỉ có 700 thôi. Mã số 12. Mã số 13, cho anh em nào đưa vô bộ sưu tập của mình ở đây. Một cây khá hiếm và mắc nha. Cây này em nói thật á, anh em mua không dưới 1 triệu đâu. Đây, nhưng mà em sẽ bán giá hợp lý cho anh em sở hữu luôn. Ngày nghệ lại. Rất đẹp. Đường đi line này được chạy bằng vàng nha. Hình thức là mới nhưng mà lâu năm á, nó có wifi. Anh em đi tìm thử đây. Cái này được sản xuất trong năm 2003 nha. Hình thức là new. Chưa có bọc cái ruột nữa nè. Ôi, sao lại cái ruột 2000. Cái ruột 2000. Để về bán luôn nha. Chờ hàng mới về đổi qua lâu lắm. Mình sẽ có ruột 2000 này. Ruột mới keng. Cái này mới mà. Rồi, cái này giao lưu với anh em chỉ có 700.000 thôi. Kệ đi, không quan trọng. Rồi, tiếp theo mã số 14. Lại là một em new đây. Còn cây mà duy nhất à. Ốp nhựa hai mặt, hình thức new hoàn hảo. Gỗ gỗ trùng 5 tháng. Cờ rơm bóng. Rồi, cái này tháng 3 năm 2000 nha, gỗ gỗ trùng 5 tháng new. Em khỏi kiểm tra nha. Em báo anh em vậy luôn. Cho nó dễ, khỏi rút ra rút vô vài lần nó sợ nó xước, nó buồn đốt mất công. Rồi, cái này giao lưu với anh em 1250,
mã số 14. Lúc nào cũng vô vậy, nó cũng vậy đó. Nó cũng có nhiều đó. Chui ngược cho nó dễ. Tại vì cái có cái emblem nó dày với nó nè, emblem hai mặt nó dày vậy. Bỏ cho hơi khó. Rồi, 1250. Mã 14. Mã 15 là một cây gai IC Colibri, lắc cây bạc rất là dày, cầm cái này rất là nặng nha mấy anh. Nặng tay á. Hàng này hàng của Anh. Đinh đinh. Hoạt động tốt nha. Anh em dùng cái này không cần phải dùng đồ bô. Đây, bên trong. Rồi, mã số 15, 300. Mã số 16 là một cây vintage nè, đầu bằng đất bằng chặt gốc. Emblem Jean, cây này là được xả brass nha. Có nghĩa lúc đầu nó là một cây trắng vậy. Rồi xong họ thích họ xả ra brass, cây này Emblem Jean nha. Sản xuất năm 86, bản thử nghiệm không một tháng nha. Bên trong. Ok, hoạt động tốt thôi. Rồi, gù trùng. Gù trùng 86 nha, 4 nghịch quyền. Chuẩn rồi. Cái này giao lưu với anh em 1.2 triệu thôi. 1.2. Mã số 16. Mã số 17 cũng là em Evan này. Solid Brass nha. Dòng mini. Bọc da zin hãng nha, hình thức còn đẹp. Hàng của Mỹ, được sản xuất từ thập niên 50 nha. Không có dấu hiệu cấn. Trên nắp này có cấn nhẹ này. Hoạt động tốt nha. Cái mini này phải cầm cái quạt. Rồi, cái này 450 nha. Sale rồi đó mấy anh, không còn sale được nữa đâu. Mã số 17. Mã số 18, cây này cũng đáng để anh em sưu tầm đây. Mấy cái bọc này ở đâu bỏ vô. Cây này mã Niken nha, được khắc. Bên này có khắc này. Không thấy dấu hiệu cấn. Cây này dạng như cây Lineal nha. Buồn đốm nó hơi xước hơi nhiều, em cho là qua sử dụng nước nha. Không có dấu hiệu cấn. Này buồn đốm nó có xước. Cái này xước nè. Rồi cây này sản xuất trong 02, vỏ gù trùng 5 tháng luôn, 02. Cây này mã số 18, 550 nha. Đáng để anh em sưu tầm, cây này cũng khá hiếm này. 550, không cấn mớp. Hơi 500 thôi. Ghét mấy cây qua sử dụng. Nhưng mà cái đó hiếm lắm. Rồi tiếp theo, lại là một em cầu mẫu này, mã số 19. Hình thức là chưa qua sử dụng, hàng của Nhật, được sản xuất vào thập niên 50. Chỗ này có chỗ anh em che móc khóa đây. Phơm rất hình là màu bầu vuông vuông, đẹp đẹp, ngộ ngộ. Trên đây quá trình lâu nè, cái này phải chóc bơi rơm, không là dính keo đây, phải chóc bơi rơm. Mới nha, chưa qua sử dụng. Bánh sen cực kỳ bén luôn anh em bên trong. Cái này giao lưu với anh em chỉ có 380 thôi. Mã số 19. Mã số 20 là một cây thư số lý bài rớt nha. Cái này hình thức đã qua sử dụng. Dấu hiệu cấn thì mớp thì nhẹ lắm. Đây nè. Dâm dâm và điểm kim thôi nè. Ít lắm. Đẹp. Này tháng 2 năm 9 này. Đã đòi chữ xéo. Âm hay. Bên trong. Đẹp. Rồi dấu gỗ trùng 89 đi. Năm là mã. Cái này mã số thư nha. Thư chữ ký. Thư chữ ký giá trị cao lắm. Giá trị sưu tầm cao. Cái này 1.2 triệu nha mấy anh. 89 triệu 2. Mã số 20. Mã số 21 là cây diêm xăng của Nhật, được sản xuất vào thập niên 50 nha. Đây là mận đồng này, diêm xăng nha.
Ở đây có bát đen mộc mã đang vàng. Trên đây có khắc nè. Đa phần anh em sẽ mua là nhiều nhiều nhất là ở dòng của Trung Quốc thôi. Còn này là dòng của Nhật. Xịn. Dìm xăng. Anh em châm xăng vô đây nè. Châm xăng vô lỗ này quẹt. Cái quẹt. Chờ em xíu nha. Cái này giao lưu với anh em 250 nha. Mã số 21. Rồi, 250. Mã số 22. Cái này đáng để anh em cũng sưu tầm được nè. Một cái new full box. Còn cắt giá nha. Cái này chữ Lucky, lúc này là chữ dịch sang tiếng Việt là may mắn. Đồng mã gom HB. Chrome bóng nha, còn tem đỏ. Sản xuất 2015, tháng 1 năm 2015. Coi như cái này như hoàn hảo. Rồi, mã số 22, 550. Rồi, em kết thúc clip tại đây nha. Cảm ơn em đã bỏ chút thời gian quý báu của mình để xem hết bài của em nha. Đến với kênh của em, mình nào chưa đăng ký kênh để nhớ cho em được đăng ký nha. Rồi, mến chào anh em nha. Hẹn gặp lại mấy anh em.